Xin chào mọi người cùng cắm hoa cùng với mình nhé. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người trang trí bình hoa để cho không gian nhà mình đẹp hơn nhé. Mình sẽ sử dụng cái bình hoa trắng như thế này để trang trí bình hoa của mình nhé mọi người. Con ăn mộng cũng được. Nãy trước học cơm Bắc Kim đem lên cho Bắc Phương hay là Bắc Phương về? Cà chua đầy pin rồi này. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng đón xem video này của mình nhé. Bye bye.